Dạ, bến quê bến chào quý ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn. Thì hôm nay bến quê không có quay chợ nữa bà cô chú. Hôm nay bến quê sẽ quay một cái cảnh ở nông thôn cho ông bà cô chú xem. Cái video này đó không quay chợ nữa, nhưng mà bến quê sẽ chia sẻ cuộc sống miền núi để ghi lại làm kỷ niệm cho, đối với bến quê thì để làm kỷ niệm, nhưng mà đi bà chú thì để tham quan cái cuộc sống mà thôn quê của bà con đây như thế nào nha bà cô chú. Nếu bạn bà cô chú về Chi Tôn, bến quê đang đứng ở đây là ở Chi Tôn đó, ở đây là xã Núi Tô, huyện Chi Tôn cho bà cô chú. Thì hôm nay thì bến quê đứng đây là trang chỗ cái đường vào hồ Sà Chét đó bà cô chú đó. Đó, ở trước là cái cổng cái Tà Bạ và hồ Sà Chét cho bà cô chú. Nó phía trên đó là cái chùa Tà Bạ nổi tiếng nhất ở An Giang đó bà cô chú. Nếu mà ông bà cô chú bà có về Chi Tôn An Giang thì ông bà cô chú nhớ ghé thăm hồ Tà Bạ và chùa Tà Bạ nha bà cô chú. Nó cái chùa Tà Bạ nằm treo gieo ở trên đỉnh núi, rất là đẹp luôn nha ông bà cô chú. Nó đó, về Chi Tôn thì ông bà nhớ là ghé thăm chùa Tà Bạ và hồ Tà Bạ với là hồ Sà Chét. Quang cảnh ở đây nó rất là đẹp, nó còn hoang sơ. Hôm nay thì Bích Quê sẽ chia sẻ cuộc sống ở đây cho ông bà cô chú xem. À, chùa Tà Bạ này, một tí nữa thì Bích Quê sẽ đi lên chùa Tà Bạ quay một vòng cho ông bà cô chú xem nha, rồi Bích Quê sẽ đi lên trên hồ Tà Bạ luôn, quay cho ông bà cô chú xem cái hồ Tà Bạ như thế nào và hồ Sà Chét như thế nào. Rồi Bích Quê sẽ quay cái cuộc sống sinh hoạt của bà con nông thôn ở đây, người ta sống như thế nào nha ông bà cô chú. Ở đây thì chiếm phần đông là đồng bào dân tộc Khmer, nên bến quê sẽ ghi hình lại để đối với bến quê thì để làm một kỷ niệm, để cho ông bà cô chú xem để biết được cuộc sống thôn quê của đồng bào dân tộc Khmer ở đây. Thì mời ông bà cô chú đồng hành cùng với bến quê nha. Nói cái cổng hồ Sà Chét ông bà cô chú, nó nhìn rất là đẹp luôn nha. Phía bên kia là hồ Tà Bạ đó. Đó. Rồi giờ thì mời ông bà cô chú đồng hành với bến quê đi vào thăm hồ Tà Bạ nha ông bà cô chú. Đó. Cái đường này nè ông bà cô chú. Đó, cái đường này là lên hồ Tà Bạ nè. Đó. Giờ mời ông bà cô chú đồng hành với bến quê nha. Ông bà cô chú ơi, thì bến quê đã đi đến đây là hồ Tà Bạ nè ông bà cô chú. Đó. Hôm nay không biết ngày thứ mấy mà các em đi chơi cũng rất là đông nha. Hôm nay thứ mấy vậy mấy bạn? Hôm nay phải chủ nhật không? Thứ bảy ha. Ờ. Mấy đứa ở đâu lên đây chơi đây? Trời mới qua đây chơi ha. Ờ, lên đây mấy lần rồi? Nhiều lần rồi không? Mà đi hoài không chán không? Đó, hồi tà bà đi hoài không chán ông bà cô chú. Rồi, chúc mấy đứa chơi vui vẻ nha. Thì bến quê đã đi tới hồ Tà Bạ ông nào bà cô chú. Thì bến quê sẽ ghi hình lại hồ Tà Bạ cho ông bà cô chú xem nha. Đó. Phía trước là có chiếc xe nè ông bà cô chú. Chiếc xe này để đây ghiếc rồi, nó muốn xét rồi. Nhưng mà dán chụp hình đẹp chưa. Đó, phía trước này có tảng đá là hồ Tà Bạ. Đó. Các bạn trẻ thường đến đây là chụp với góc ảnh này, lấy chữ Chi Tôn bên đó. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Đó, chú ghi hình với đứa lại luôn nha, làm kỷ niệm luôn nha. Đó. Lên chụp đi, bình thường. Đó. Đó. Ở phía bên đây thì có quán nước đồng bà cô chú. Đó. Quán nước uống nước mía. Đồng bà cô chú lên đây mọi thì cứ ghé đây ủng hộ mấy cô chú đây bán đá mía nha. Đó. Đó. Bên đây là nắng thì ông bà cô chú vô phía trong nghỉ. Có võng rồi cho ông bà cô chú nghỉ ngơi luôn. Đó. Chào chú. Dạ. À, hôm nay vui vẻ chú. Đó. Dạ lâu rồi không ngày đi quay xa không bà, hôm nay về quê hương mình. Đó. Rồi cho quay mấy em trai này luôn. Dạ, chia sẻ cho bà con chơi quê hương của mình. Đó. Hôm ngày đi xa không, giờ quay về quê hương nhà nè. Đó, đây là quán cà phê của mấy cô chú ở đây. Bán nước mía, nước ngọt. Đó. Hồ Tà Bạ. Hồ Tà Bạ luôn. Đó, đây có mấy bạn trẻ thì đến đây chụp hình xong rồi vô đây uống nước giải trí không bà cô chú. Rồi giờ bến quê sẽ đi thẳng qua bên hồ bên kia ghi hình lại cho ông bà cô chú xem nha. Đó.
quang cảnh ở đây rất đẹp luôn, mời cô chú nhìn nè. Đó. Phía trước là có trái tim nè, rồi có đôi cánh nè. Mấy đứa ở đâu lên đây chơi đây? Đó. Đồng Tháp ha, ôi cũng xa quá ha. Lên đây mấy lần rồi mấy đứa? Lại là ông không chán không hỏi coi cho quay coi. 2-3 lần rồi hả? Ồ lên đây 2-3 lần hoài mà không chán đó nha. Chỗ này là lên hoài luôn. Mấy bạn này ở bên Đồng Tháp qua đây chơi không bà cô chú? Hôm nay thứ bảy nên các bạn trẻ đến đây rất là đông luôn. Có đậu xe đậu qua bên đây nè, ở đây ta giữ chùm cho mình đi chơi. Ở đây là phía trên lồng hồ nè bà cô chú. Đó. Phía trên lồng hồ này thì nhìn xuống lồng hồ nhìn rất là đẹp luôn bà cô chú. Đó có nguyên một màu xanh luôn nha. Nó rất là đẹp nha. Đó. Ở phía bên kia thì có mấy bạn trẻ đang chụp ảnh check-in. Thì ông bà cô chú đi đến nơi hồ Tà Bạ này. Mùa này là mùa nắng mà cô chú chưa có mưa nhiều nên hồ tuy nó cạn nhưng mà rất là đẹp luôn bà cô chú. Nói chung là ở đây là không thể nào hết nước kìa. Đó. Hồ này thì ông bà cô chú đi vào mùa khô vẫn có nước đẹp và mùa nước các bà cô chú thì hồ này sẽ nước nhiều hơn và cái màu xanh của hồ á nó sẽ đẹp hơn nha ông bà cô chú. Nói chung là mỗi mùa nó có những cái màu khác nhau, cái hồ này nó ngộ vậy đó ông bà cô chú. Mỗi mùa nó sẽ có những cái màu sắc khác nhau, nó tùy theo ánh mặt trời phía trên đó ông bà cô chú, vậy nó tạo cho cái hồ rất là đẹp. Lúc nào mình thấy cái màu nó cũng thay đổi hết, không có, nói chung là nhìn là nó sẽ thay đổi theo cái ánh nắng mặt trời và mây ở trên trời đó bà cô chú, bởi vì lúc nào cũng nhìn rất là đẹp. Đó. Ở đây có mấy bạn đang đi chơi và chụp ảnh. Nói phía trên đó là có mấy bạn trẻ đang check in đủ kiểu. Đó. Ở bên quê sẽ quay đồng hồ cho bà cô chú xem nha nào. Một màu xanh rất là đẹp nha ông bà cô chú. Đó. Mùa này là tháng 6 tháng 7 nhưng mà mặt hồ chưa có được nước lên nhiều. Chắc cỡ một tháng nữa là nước ở đây sẽ lên nhiều bà cô chú. Nhưng mà mùa này cũng rất là đẹp. Nó. Nó chụp chụp cục đá đó đó. Ngồi xuống á. Con gái ngồi xuống chụp hình đẹp lắm. Ngồi xuống lấy một góc đó đẹp lắm đó. Đó. Mấy bạn ở đây đi chụp hình nè. Rất là đẹp nha. Đó. Cái đường ở đây nè bà cô chú. Và đi xuống dưới lòng hồ chứ. Giờ là bến quê sẽ đi xuống lòng hồ và chia sẻ dưới lòng hồ cho ông bà cô chú xem. Nếu mà ông bà cô chú về Chi Tôn này á thì ông bà cô chú nên một lần đến đây để xem hồ Tà Bạ. Chỗ này thì quang cảnh nó hoang sơ lắm, nó rất là đẹp ông bà cô chú. Nên ông bà cô chú có đến Chi Tôn thì có dịp đến đây để tham quan hồ Tà Bạ nha ông bà cô chú. Bên đây có cái bảng là tour du lịch hồ Tà Bạ nè. Nó rất là đẹp nha. Đó, cái đoạn đường này nè ông bà cô chú, cái đoạn đường này là mình đi xuống dưới lòng hồ. Đó. Đó, mình chạy xe xuống được luôn, nếu mà ngày bình thường đó thì chạy xe xuống được nha. Mà khi ngày lễ hồi nãy kia là ông bà cô chú phải gửi xe phía ngoài. Tại vì lễ ở trong này rất là đông luôn nên bà con ta không cho đi vô mà ta phải giữ xe lại để cho nó trong này cho nó có cái không gian nó thoáng đó bà cô chú. Thì xe nhiều quá thì bà con quản lý không được. Đó. Phía này là phía dưới lòng hồ nè bà cô chú. Đó. Ở dưới lòng hồ này thì nhìn rất là đẹp nha. Đó. Có những quán cà phê, quán đá mía. Mà ở phía đây thì có quán cà phê rồi đá mía ông bà cô chú. Có bán gà đốt luôn nha. Nếu mà ông bà cô chú về Chi Tôn An Giang thì ông bà cô chú nên thử là gà đốt ô thum hoặc là gà đốt ở hồ Tà Bạ, rất là ngon nha. Đó. Mấy bạn lên đây du lịch lên đây nè. Mấy em ở đâu lên đây chơi đây? Long Xuyên anh. Long Xuyên ha. Mình đến đây mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều anh. Nhiều lần mà đi hoài không chán phải không? Dạ. Đi hoài chụp hình đẹp hoài phải không? Dạ. Rồi, chúc mấy đứa chơi vui vẻ nha. Dạ. Đó. Ở đây thì mấy bạn ở Long Xuyên lên chơi bà cô chú. Đó. Bên đây thì có mấy cô mấy chú nè, đang đứng nghỉ mệt giải khát. Phía này thì có một cô đi bán nước mía. Nước mía siêu sạch. Đó. Nước mía siêu sạch luôn nha ông bà cô chú. Có đi hồ Tà Bạ thì ủng hộ chị ở đây.
ngày nào chị cũng bán hết, luôn cả chủ nhật luôn. Ở đây có mấy bạn là đang chụp ảnh và lựa lại những ảnh tầm đẹp, tấm ảnh đẹp đó. Sư phụ hôm nay chụp đỡ không sư phụ? Cười là yêu rồi phải không? Cười là vô bánh rồi đó. Hôm nay sư phụ chụp ngon rồi nha. Đó mấy bạn này, mấy bạn ở đâu lên đây chơi đây? Dạ ở Châu Đốc. Châu Đốc hả? Ờ gần đây ha. Rồi vô đây mấy lần rồi? Dạ vô đây cũng nhiều lần rồi. Nhiều lần rồi hả? Mà săn được mấy tấm ảnh đẹp rồi? Gì hả, chụp cái này đi nó mới đẹp đó. Chuyên gia kiếm mà không có thấy. Không đó, lần sau là vô là gặp là chú Thành, chú Thành chú Thành chụp cho con nha. Dạ. Đó chú Thành sẽ ghi là những tấm ảnh đẹp cho con liền đó. Rồi cảm ơn mấy đứa nha. Dạ, chúc mấy đứa đi chơi vui vẻ nha. Đó chú chụp hình nhiều ảnh nha. Dạ, okay. Bên đây có mấy bạn bên đây nè đó. Mấy bạn ở đâu lên đây chơi đây? Dạ Phú Thần. Phú Thần ha. Rồi lên đây mình chụp được tấm ảnh nào đẹp chưa? Dạ cũng nhiều rồi. Nhiều rồi ha. Rồi chúc mấy bạn đi chơi vui vẻ nha. Dạ, ở bên kia kìa, nó có mấy bạn cũng ở xa lại nghỉ mệt trong bờ cô chú. Đó, giờ thì Bến Quê sẽ quay một cái vòng đồng hồ trong bờ cô chú xem. Đó. Mấy bạn là phải lại đây là phải kiếm chú Thành. Đó. Đó. Kiếm chú Thành là phải luôn lại những tấm ánh đẹp liền. Rồi giờ thì Bến Quê sẽ quay dưới đồng hồ trong bờ cô chú xem. Nè ông bà cô chú ơi, thì Bến Quê nãy giờ thì đi di chuyển xuống đây là tới đồng hồ nào cô chú. Thì khu vực này là hồ nó rất sâu luôn nha ông bà cô chú. Đó, có nhiều vụ chết người ở đây rồi. Bởi vì bà con ta mới được gắn cái bản cảnh báo đồng bà cô chú. Đó. Ở hồ này thì bà con có đi chơi thì cố gắng đừng có xả rác cho ông bà cô chú, tạo cho cảnh quan bên hồ đó đẹp. Ở đây có mấy chị đang chụp hình rất là đẹp luôn nha. Hồ này thì mùa này nước không có được nhiều ông bà cô chú, nhưng mà chụp hình cũng là rất là đẹp nha. Ở đây thì mùa nào cũng vậy, mùa nước thì nó có cái vẻ đẹp của mùa nước, và mùa khô này thì có vẻ đẹp của mùa khô, nên bà con lên đây chụp hình rất là đông. Mặt hồ này nó có màu xanh này, rất là đẹp nha. Rất đẹp luôn. Mùa kia thì cái màu xanh nó sẽ đậm hơn mùa của chú. Mùa này nước ít nên cái màu xanh nó không có được đậm không. Đó. Phía bên đó thì có mấy anh đang xuống sẽ sàn chụp hình. Rất là đẹp nha. Nói góc này cũng rất là đẹp luôn nè. Thì Bến Quê quay ở cái hồ này cho ông bà cô chú xem. Thì tí bắt đầu là Bến Quê sẽ đi lên hồ Tà Bạ và lên cái chùa Tà Bạ, xin lỗi, lên chùa Tà Bạ sẽ quay cho ông bà cô chú xem nè. Đó, chị đang chụp hình rất là đẹp nha. Chị ké cái nha chị. Đó. Đó rồi chú chụp hình chỉ cái là đẹp luôn. Đó quay qua cái bài luôn, quay qua cái bài cúi xuống cái bài cái tay phải để lên đầu cái tay phải để lên mái tóc á. Rồi quá đẹp luôn. Cười nhẹ lên. Giờ thì Bến Quê sẽ di chuyển lên chùa Đào Bãi quay cho ông bà cô chú xem. Cái đường này là ông bà cô chú thì sẽ lên chùa Đào Bãi nè. Thì lúc nãy Bến Quê đang ở dưới hồ Tà Bạ, thì Bến Quê mới di chuyển lên chùa Tà Bạ nè ông bà cô chú. Để Bến Quê quay cái chùa Tà Bạ cho ông bà cô chú xem nha. Về Chi Tôn thì ông bà nhớ ghé thăm chùa Tà Bạ cho ông bà cô chú. Rất là đẹp luôn nha. Cái đường này là đi vô chính điện bên chùa Tà Bạ nè ông bà cô chú. Cái đường này thì đi thẳng qua bên chánh điện bên kia luôn, bên chánh điện bên kia rất là đẹp luôn bà cô chú. Đây có một cái tượng Phật nè, có mấy bạn đang lên đây tham quan chùa. Chùa là bà nhìn từ góc này rất đẹp luôn nha bà cô chú. Phía trước thì có hai cái chậu sen rất là đẹp. Nam Mô A Di Đà Phật.
cháu. Dạ. Cô lên đây chơi hả? Nó cái đường này đi qua bên chính điện bên bên chùa Tà Bạ ông bà cô chú. Đó. Dạ chú đi quay phim. Đó. Chú đi quay phim với ai vậy? Dạ chú đi mình ơi nè. Đó, cái góc này rất là đẹp nha. Chú có lây cam không? Chú không có lây cam con. Dạ. Chú không có lây cam, chú quay bằng tay thôi. Đó. Đỉnh chùa rất là đẹp luôn nha bà cô chú. Chùa này thì có ba tông màu, màu vàng, màu cam và màu đỏ. Phía bên này thì mình đi vào bên trong chánh điện đồng bà cô chú. Phía bên này thì mình qua bên chánh điện. Ở đây đường này thì đi qua chánh điện đồng bà cô chú. Thì bến quê sẽ qua đây quay chánh điện cho bà cô chú xem, rồi bến quê sẽ di chuyển ra phía bên ngoài kia để xem cái quang cảnh từ trên chùa nhìn xuống dưới nhà của bà con chứ coi nó có đẹp không cho bà cô chú. Ngôi Di Đà Phật ở đây rồi, có tượng Phật Thích Ca nè bà cô chú. Phật Thích Ca lúc mới sinh ra. Khu này là khu chánh điện chùa ông bà cô chú. Thì giờ bên quê sẽ di chuyển ra phía bên ngoài bên kia. Ông bà cô chú và có dịp về Chi Tôn thì ghé qua tham quan chùa Tà Bạ, chụp lại những tấm ảnh nâng cho nó đẹp nha ông bà cô chú. Nó ghi lại những kỷ niệm ở Chi Tôn mình. Nó nè. Chùa ở đây rất là đẹp luôn. Giờ thì bến quê sẽ di chuyển qua ngoài bên kia để xem quay từ trên chùa này quay xuống chứ nhà của bà con, nhà dân dưới bà con á, xem cây quang cảnh rất đẹp không bà cô chú. Đó. Chùa này thì có cái đường bên kia là cái đường đi lên chùa là chạy xe thẳng lên được. Bên đây thì có thêm hai cái đường nữa ông bà cô chú. Một cái đường cũ là bằng xi măng nhưng mà nó đã cũ rồi, thì bên đây là mới làm thêm cái đường mới đó ông bà cô chú. Đây nè, chỗ này là làm một cái đường đi lên mới nha. Đây đó. Cái đường này là làm mới làm cái đường mới từ ở dưới lên đây rất là đẹp luôn bà cô chú. Đây nè. Cái đường này đường mới, còn phía bên kia là có một cái đường cũ. Đó. Ông bà cô chú nhìn xuống chứ cảnh đồng bằng không rất là đẹp luôn nha. Phía bên dưới đó thì là lúa của bà con mới xả đó bà cô chú. Phía bên đây là bên chợ Chi Tôm nè. Quê hương Chi Tôm thì có cái chùa ở đây là chùa Tà Bạ là cũng được là xem như là chùa đẹp nhất ở Chi Tôn đó bà cô chú. Đó, nên mọi người đến đây tham quan và chụp lại những tấm ảnh rất là nhiều luôn. Rồi bến quê sẽ di chuyển xuống dưới đồng bằng để xem bà con ở dưới mùa này làm ăn ra sao cho bà cô chú.
hôm nay coi người ta có thu hoạch tới vậy hay không. Mời ông bà cô chú đồng hành cùng với bến quê đi xuống nông thôn coi xem sao cho ông bà cô chú. Cảnh bên đây núi rất là đẹp luôn. Bến quê đang đứng ở đây là ngay hồ Sà Chét nè ông bà cô chú. Thì cái hồ này thì lúc này là người ta đang khai thác cho ông bà cô chú, thì nước nó không có được trong. Nhưng mà khi mà người ta khai thác xong cát nó kia đó ông bà cô chú, rồi ta sẽ trả lại trạng thái tự nhiên của nó, thì cái quang cảnh ở đây rất là đẹp luôn nha ông bà cô chú. Nói ông bà cô chú nhìn xem nè, có núi nè, rồi có nước nè đó. Nhìn rất là đẹp luôn nha ông bà cô chú. Thường thì các bạn trẻ thường ra đây chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm nhân chỗ này nè ông bà cô chú. Rất là đẹp luôn. Tuy là hồ đang trong quá trình khai thác nhưng mà vẫn còn cái vẻ đẹp quan sơ của nó nha ông bà cô chú. Khi mà khai thác xong rồi thì mặt hồ sẽ nước trong lại, nhìn đây là rất là đẹp. Phía trước thì có hai bạn đang chụp hình quay phim các kiểu. Nó để quay cho ông bà cô chú xem nha. Nhìn thấy nước đó tuy nó không trong thì ông bà cô chú, nhưng mà nhìn xa thì rất là đẹp. Về chi tôm cô tô thì ông bà cô chú nhớ ghé qua hồ Sà Chét tham quan và chụp lại những tấm ảnh làm kỷ niệm ông bà cô chú. Đây thì hai bạn đang quay phim. Buổi chiều thì ở đây thì có một số bà con ra đây bán, buôn bán. Nói chung là những cái vụ trước đó ông bà cô chú là người ta buôn bán, rồi các bạn trẻ nhất là bạn học sinh đó thì thường ở đây uống giải khát để đón chiều chụp những tấm hình mà mặt trời lặn xuống đó ngay chẳng góc này nè ông bà cô chú. Nhìn rất là đẹp. Nói ngay góc này thì em trai đứng là nhìn đẹp. Góc này đẹp quá đẹp. Phía bên đây nè ông bà cô chú, phía đây là bên cái hồ Tà Bạ, bên đây là núi Tà Bạ luôn. Còn phía bên đây là núi Tô. Đó, phía đây là núi Tô ông bà cô chú. Đó, phía bên trước thì có những cái quán nước giải khát đó. Tuy trong quá trình khai thác nhưng mà hồ mặt hồ vẫn đẹp. Nhưng mà khu này khi mà khai thác xong rồi thì nhìn mặt hồ đẹp lắm bà cô chú. Nhất là cái góc này nè. Cái góc này đang bà cô chú, góc này là nhìn rất là đẹp luôn nha. Ở đây nè. Ở đằng xa xa kia đó bà cô chú là người ta đang khai thác cát đó. Khi mà người ta khai thác xong thì người ta sẽ trả lại mặt nước mặt hồ đó, đồ là nó sẽ trong xanh. Nhìn rất là đẹp luôn, nói góc này nè, nhìn rất đẹp nha. Buổi chiều thì các bạn trẻ thường ở đây chụp hình nhiều lắm, nhưng mà giấc này là bến quê đang đứng ở đây là buổi trưa rồi, nên nó cũng không có đẹp gì mấy. Chỉ có một số bạn ở xa ở đây chụp ảnh thôi. Về chi tôn thì cô chú anh chị rất là quen thuộc với những chiếc xe đạp đây nè. Đó, con chào chú. Đạp xe đi đâu á chú? Chú đi đâu vậy? Đạp xe đi đâu đây? Đi ruộng ha. Rồi, bữa nay mình làm cái gì? Bữa nay chú làm cái gì? Đi ăn tức dậy. Dạ, ăn tức dậy ha. Rồi, chúc chú về sức khỏe nha. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Người dân ở đây thì rất thân thiện thôi nha, bà cô chú. Số nhiều là người đồng bào dân tộc. Đó, dân tộc Khmer, bà cô chú. Đó, giờ bến quê sẽ quay lại hồ Sà Chét cho ông bà cô chú xem một lần nữa, rồi bến quê sẽ tiếp tục cái hành trình của mình xem các bà con ở đây làm việc về sinh hoạt như thế nào nha bà cô chú. Thì nãy giờ bến quê đi một đoạn đường xa đó ông bà cô chú, thì phía trước là bến quê thấy là có mấy chú đang làm gì trước kìa, để mình đến đó để mình tìm hiểu coi mấy chú mấy cô đang làm gì nha ông bà cô chú. Đó. Lúa này thì bà con mới xạ nè ông bà cô chú, sắp nếu mà mưa xuống thì bà con sẽ nhổ lên là cấy lại. Lúc xưa thì chị không biết bây giờ thì sao, nhưng mà ngày xưa thì khi gieo lên xong rồi nhổ lên thì bà con mới cấy lại một lần nữa. Đó. Ở lần trước là
Dạ con chào chú. Bình hôm nay mình thu hoạch đậu phộng phải chú? Thu hoạch lạc phải không? Hôm nay kêu bằng lạc và ở đây mình kêu bằng đậu phộng mới sao ha. Năm nay trúng không? Không có trúng, năm nay thất ha. Là do đợt rồi nắng quá nắng hay sao? Ồ, nắng không có nước ha. Rồi bà con gì năm nay là không được trúng không? Nó ít hộp vậy đó hả chú? Ít hộp lắm. Dạ. Đây nè, hộp bánh xịu à. Ừ. Cái này lạc rồi. Rồi, cái này là thất rồi. Ừ. Này mình thu hoạch mấy ngày rồi chú? 5 ngày rồi. 5 ngày rồi ha. À. Rồi giờ mình ôm gì giờ mình đập ra hay sao? Cái này đem cho bò ăn. Cho bò ăn luôn hả? Mình lật rồi kìa. Lật rồi bên đó đó ha. Cái này thắt quá là bên đây để. Nè có những hạt nè ông bà cô chú nè. Nhưng mà hộp rất là ít luôn nha. Đó. Không ít quá là bắt đầu cô chú cho bò ăn. Đó. Để qua đây mình quay thằng cảnh cô nhổ lên cho ông bà cô chú xem nha. Hỏi chị Tô này thì bà con làm lúa hay là làm hoa màu gì đó bà cô chú. Tùy thuộc vào mưa. Nếu mà mưa ít quá thì bà con làm sẽ thất. Đó. Nè, cô đây thu hoạch đậu phộng nè. Đó. Đậu phộng năm nay thì nghe chú chia sẻ là thất mùa rồi. Đó, bà con có một năm có một mùa mà thất cái là cũng không được vui không? Đó, cô đang ố mình thu hoạch vậy đó hả cô? Phải nhổ lên từ trái vậy đó ha. Còn cái nào sót lại là cho bò ăn. Đó. Hồi sáng giờ mình làm được 2 bao chưa? Chưa được đó ha. Nói ông bà cô chú là cô là phải nhổ lên từ cây. Có khi nào nó sót lại dưới không? Đó nè, nhìn thấy ngon không? Hôm nay mình bán được bao nhiêu một ký? 20 ngàn. 24 ngàn, 20 ngàn ha. Giá nó tầm tầm đó. Rồi lúc nào giá lên thì thương lái người ta mua mình lên theo. Dạ. Yeah. Cái này mình vẽ xong mình ăn được không ta? Để con ăn thử ăn có sao không? Có đau bụng không nha? Đau bụng không cô? Không. Không nha. Ồ rất là ngọt luôn nha. Mới nhổ lên ngọt quá ngọt. Ừ, chín là ngọt đó. Ngọt ngay luôn. Mới ăn lần đầu tiên ngọt quá. Cô nhổ lên cây đâu có nhiều được đâu nhiêu trái đâu. Mùa này thắt rồi. Ủa mình nhìn sao là cái hộp nó nhỏ cô? Nhìn sao hộp nhỏ mình bỏ lại à? Bà con ở đây thì làm ra những hạt đậu phộng gì này rất là quý luôn ông bà cô chú. Lấy ra từng hộp đó chứ không có sung sướng gì đâu. Mà bán thì giá không có cao. Bởi vì cô chú anh chị mà có xem video của Bến Quê thì nhớ mua ủng hộ bà con ở vùng núi của mình. Làm ra người ta quý lắm ông bà cô chú. Từng hạt này ta rất là quý luôn đó. Như cô bên đây nè. Như mỗi năm mà nếu mà trúng mùa là nhổ lên cái là hợt dữ lắm ha. Ở giờ đây nè. Tại năm nay không có mưa hay gì. Không có mưa đều ha. Dạ. Bởi vậy. Ừ. Nhổ 2 3 bút bụi luôn mà mới được có nhiêu nè. Không, không có, này chỗ này mát. Dạ chỗ này mát nó không có học luôn ha. Dạ. Ừ. Rồi. Nói giờ nhổ lên có mấy hạt à. Rồi chị là ở sống ở gần đây luôn hả vậy? Gần đây. Ở trong phum sóc vậy không? Dạ, trong phum. Trong phum sóc phải không? Rồi, rồi mình chút xíu rồi đầu cái chú trở dài. Dạ. Đó. Cây đậu mùa này thất mùa cũng bà con cũng hơi buồn hơn. Nhưng mà nắng mưa bà sao biết được. Ừ. Mình cũng không sao đem về cho bò ăn được. Chú đem về cho bò ăn. Nói chung là mình trồng ra rồi cũng không bỏ gì hết ha. Đó. Cây thì đem về cho bò ăn. Bò ăn không hết. Thì đốt. Dạ. Ở nhà chú nuôi được mấy con bò? Ở nhà nuôi được 2 con ha. Rồi mình nuôi là mình cho sinh sản hay là mình nuôi để lớn rồi mình bán cho người ta? Nuôi để
xài. Nuôi để xài, để cày bừa để kia ha. Rồi. Nào nghỉ xài. Rồi nó có đẻ không chú? Bò đực đâu có đẻ. Ồ, vậy nuôi bò đực để đi cày để kia thôi. Rồi. Sao mình không nuôi bò sinh sản luôn? Bò đó nuôi nhiều quá không nổi. Không có thức ăn cho ăn ha. Không có cỏ cho ăn. Đặt không nổi. Ở đây chú đất nhiều không? Mướn hả? Đất này là mướn đây. Rồi một công mình mướn gì năm nay gì có ăn không? Có mà ít. Ít ha. Không có mưa như vậy đó. Rồi mình nổi lên gì rồi chừng nào mình làm lên nữa? Vài bữa nữa là trồng lỡ gì? Mình trồng lỡ gì? Trồng phơi mì lại. Trồng phơi mì ha. Rồi. Rồi cảm ơn chú nha. Rồi chúc chú với mấy cô đây mùa sau trồng phơi mì trúng nha. Đó. Ông công là phải bị trúng nhất là nhiêu? Mấy trăm ký? Hả? 2 tấn. 2 tấn hả? Ồ, vậy là mùa sau này 3 tấn luôn nha. Đó. Rồi, chúc mấy cô chú nhiều sức khỏe nha. Đó. Để ông quay đồ phộng cho ông vợ cô chú xem chút. Đó. Năm nay thì mưa không được tốt rồi. Mùa nãy đầu mưa tốt nè. Mùa sau dòng phải bị là 3 tấn luôn. Rồi. Đó. Rồi, anh chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi, con đi nha. Dạ. Đó. Ở đây thì kêu bằng đậu phộng, có chỗ thì nó kêu bằng lạc vậy đó bà cô chú. Đó. Đó. Mùa này thì hơi thất mùa nhưng mà bà con cũng phải thu hoạch. Đó. Yeah. Đó, chú đây sẽ sang về. Đi thăm ruộng với sang dài hả chú? Chú trồng phơi mì cái gì hả? Chú cho con hỏi anh tí coi là mùa này mình làm phơi mì im không chú? Im ha. Rất tốt luôn phải không? Rồi phơi mì này chú chừng nào mới thu hoạch? 5 tháng nha. 5 tháng là mình sẽ thu hoạch được. Rồi. 5 tháng bây giờ là đang đi thăm đấy ha. Coi sao. Rồi. Ở đây thì bà con lúa này là chú là người ta xả xong gì nữa ta nhổ lên ta cấy là phải không? Lúa này lúa còn nông. Lúa còn nông hay là sao là cứ gì là khai thác luôn. Là trồng tới ra chỗ bông luôn. Không có mưa nè. Dạ, nó hơi thưa ha. Thưa rồi. Dạ. Bó tay rồi. Bó tay hả? Vì là bó tay đó ha. Không có mưa. À. Không mưa lại mới tốt. Vậy là người ta cho có bông luôn chứ không có nhổ lên cấy. Lúc trước con thấy là cấy là sao? Cấy đó lúa mùa cái này luôn. Lúa mùa ha, gà dạ. Rồi. Cần cảm ơn chú chia sẻ nha. Rồi. Rồi chú làm phơi mì trúng nha. Trúng. Chưa nhổ. Rồi, mùa này đoán là tầm 2-3 tấn vậy không? Công quá. Công gần tấn. Công tấn ngoài là phải ghê ha. Dạ. Rồi cảm ơn chú và phơi mì được của chú đi ha. Rồi cho con quay chút nha. Đó phơi mì của chú đặng bà cô chú là chú đoán là năm nay là sẽ trên 1 tấn nha. Đó. Bây giờ là vô mưa rồi chú rất là mừng luôn. Chứ mà nắng hoài là mệt thấy chú. Nắng hoài mệt. Nắng hoài chú chia sẻ là nắng hoài là mệt lắm bà cô chú là phơi mì nó không có cũ. Giờ mưa là chú rất là mừng. Đó. Rồi con cảm ơn chú nha. Chúc chú nhiều sức khỏe. Về ăn cơm ha. Rồi. Nói cuộc sống ở miền núi thì nó vậy đó bà cô chú. Nhờ mưa xuống người ta mới làm được. Đó. Chạy xe trên đường đê luôn nè. Chạy xe trên đường đê luôn nha. Ở đây thì làm nhờ lúa không mà là mùa mưa. Lúa thì nhờ mưa mà nếu mà không mưa thì nó sẽ chết tay ra gì nè bà cô chú. Bởi vì bà con rất là tranh thủ mưa xuống là người ta sẽ gieo. Giờ bên quê sẽ di chuyển đi một khoảng nữa coi có gặp ai làm gì nữa không thì bên quê sẽ giới thiệu cho bà cô chú xem nha. Cuộc sống miền núi của mình thì nó vậy đó ông bà cô chú. Rất là giản dị. Đây chú chạy xe. Đường núi này thì chạy xe rất là dễ. Cứ ngắt là không có lún. Ở phía đằng xa kia là có chữ chi tôm đó ông bà cô chú, không biết ông bà cô chú nhìn thấy không nha, nhưng mà ở đây thì
bến quê sẽ nhìn thấy đó là bên núi Tôm đó, cái chữ Chi Tôm nằm đó. Thì ông bà cô chú thấy trước ở đó là người ta đang trồng lúa lên rất là xanh luôn, nhưng mà nó thưa ông bà cô chú tại vì năm nay mưa không có được thuận, tới giờ này mà vẫn còn khô bởi vì lúa nó không được tốt cho ông bà cô chú đó. Để quay một vòng cho ông bà cô chú xem. Ở đây thì có mùa chăm ông bà cô chú, nó những cây đó là những cây chăm đó, nhưng mà mùa này thì bến quê quay không kịp, mùa này hết mùa chăm rồi. Hẹn cái dịp nào đó thì bến quê sẽ chia sẻ bà con đi hái chăm cho ông bà cô chú xem, giờ hết tại bến quê không thể nào chia sẻ được. Thì hẹn những cái video khác nha ông bà cô chú, thì bến quê sẽ chia sẻ về bà con đi hái chăm cho ông bà cô chú xem. Giờ thì bến quê sẽ đi tiếp coi có cô chú là mùa này làm cái gì nữa không, thì bến quê sẽ ghi lại cho ông bà cô chú xem nha. Đó, phía trước đây là bắt đầu là chú với cô bắt đầu là vác đồ phẩm trở về ông bà cô chú. Một bao vậy chắc tầm nặng 40 kg quá. Một bao này 40 kg không chú? 40 không? 40 phải không? 40 là cũng nặng rồi. Rồi năm nay thất mùa thì mùa tới trúng mùa nha. Chở cô về luôn hả? Ngồi xa luôn ha. Đó. Đó, bà cô chú anh chị mà về Chi Tôm mới thấy cảnh này nè, bà con rất là cực khổ luôn nha. Đó. Đem về thọt đồ phộng chứ không phải dễ đâu. Nhổ xong rồi đem về nhà rồi mới tách hộp ra. Rồi. Rồi chúc anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Cô chú nhiều sức khỏe nha. Đó. Rồi là đẹp quá tiện là chạy luôn nè. Chị không có bản số luôn nữa nha. Dễ quá à, không có bản số luôn. Dạ. Dạ. Vậy ha, ta lấy ha. Ờ, đối nghiệp quá. Đem bản số này bị mất luôn. Rồi, cảm ơn nha.